Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng tôi xin đọc vào quyển sách Tại sao không theo đạo Chúa, một sự lừa bịp vĩ đại và tội ác khủng khiếp, tuyển tập 1, sản xuất năm 1997. Khủng hoảng đức tin làm cho giáo hội La Mã bối rối. Những linh mục phạm tội tình dục chỉ là những lo âu nhỏ. Nếu đem so sánh với sự sút giảm tín đồ thì sự thiếu quan tâm của con chiên đối với những giáo điều căn bản và đứa con chính trị hư hỏng. Sự phạm tội tình dục mà trong số những linh mục người Mỹ, sự hữu hóa và suy sụp của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tại Ý, sự phát triển của Tin Lành Phúc Âm ở châu Mỹ Latin, sự sụp đổ của Kitô giáo trong giới trí thức Âu Châu, sự tiến bộ của nền kinh tế tại các nước đang mở mang. Nói những vấn đề này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một giáo hội đang rối loạn. Giữa những rối loạn này, vấn đề được báo chí Mỹ bàn tán sôi nổi nhất là chuyện các linh mục dụ dỗ con nít để làm trò giám đảng, lại là điều mà giáo hội ít quan tâm. Thực ra giáo hội không dạy rằng hàng giáo phẩm là những ông thánh, mà còn ngược lại, giáo hội nói tội lỗi ở bên cạnh chúng ta hàng ngày. Và giáo hội cũng công khai cho rằng sự mầu nhiệm của các bí tích và sự xác thực của giáo lý độc lập với sự suy đồi đạo đức của các vị tổng giám mục và linh mục. Trên một mà phương diện nào đó, những tai tiếng về tội tình dục không làm suy giảm nhiều đức tin gia tôn, mà là xác nhận nhu cầu ấy. Những vấn đề dụ dỗ con nít này các linh mục lại xảy ra trong lúc giáo hội Thiên Chúa tại khắp Âu Châu đang đương đầu với sự khủng hoảng đức tin. Theo truyền thống, giáo hội xem sự liên hệ tình linh mục và tín đồ là liên hệ đẳng cấp. Nhiệm vụ của linh mục là giảng đạo và dạy bảo, nhiệm vụ của tín đồ là cầu nguyện, góp tiền và vâng lệnh. Suốt qua lịch sử của giáo hội trong nhiều thế kỷ, mẫu mực đó coi như là đã một sự bắt buộc. Người nông dân ít học phải phục tùng hàng giáo phẩm về cả hai phương diện chính trị lẫn tôn giáo. Sự liên hệ đàn ông đàn bà cũng ở trong khuôn khổ hệ cấp như thế. Và hàng giáo phẩm toàn đàn ông là một phần của toàn bộ cơ cấu biệt đãi phái nam, phù hợp với thứ tự đẳng cấp bắt đầu từ người đàn ông giàu có trên cao cho đến người đàn bà nghèo khó ở dưới. Nếu đàn ông mà có thai, có lẽ giáo hội sẽ có khẩu hiệu phá thai là một phép bí tích thiêng liêng. Thật là điều bất công, nhưng dù sao giáo hội cũng phải tách rời đứa con tinh thần ra khỏi lớp nước văn hóa. Ngay trong những điều kiện thuận tiện nhất, sự tách rời cũng sẽ khó khăn, và chuyện các linh mục dụ dỗ con nít càng làm khó khăn hơn. Một thành phần linh mục toàn đàn ông độc thân lợi dụng quyền hành và lòng tin của con chiên để làm trò đồi bại với trẻ em không biết tự vệ, đặc biệt là các cậu bé, hình như có những tác dụng khác hơn là điều chúng ta có thể thông cảm rằng nhân vô thập toàn. Vấn đề này làm cho nhiều người cảm thấy giáo hội thiếu sự sáng suốt và tâm ý về và tâm lý về những vấn đề của chính giáo hội, và giáo hội quá nhu nhược về vấn đề tình dục và giữ quyền phát biểu những vấn đề có một cách độc đoán. Vấn đề không chỉ đơn giản là một số linh mục đã sa ngã một cách tầm thường, mà vấn đề là các giới chức trong giáo hội và giáo phận đã tỏ ra nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện đồi phong bại tục mà họ có thể ngăn chặn được. Mượn một hình ảnh trong Kinh Thánh, ta có thể nói giáo hội muốn nuốt tội dâm đảng của các linh mục là một vấn đề to lớn như con lạc đà, trong khi câu nệ việc kiểm soát sinh đẻ nhân tạo lại là một vấn đề quá nhỏ như con ruồi. Hậu quả, nhiều người Kitô giáo Hoa Kỳ chối bỏ giáo lý của giáo hội. Tuy họ không chối bỏ cộng đồng, nó cũng gia tăng sự ủng hộ tinh thần cho những người gia tô coi truyền thống
giáo điều như là những món ăn phụ. Anh có thể ăn no những món anh thích và từ chối những món không ưa. Đó là căn bản của người tin lành đối với những giáo điều của giáo hội. Mỗi người phải tự quyết định giáo điều nào có thể chấp nhận được. Một hiện tượng mới thầm lặng trong các tín đồ ngày nay là hàng triệu tín đồ Gia Tô lặng lẽ chối bỏ những giáo điều mà giáo hội cho là quan trọng. Hiện tượng này thường thấy ở Tây Âu. Thế giới Tây Âu ngày nay nhiều người vẫn đi nhà thờ, nhưng họ lặng lẽ từ chối những giáo điều mà họ không thích. Giáo hội suy thoái, những nhà thờ vĩ đại vẫn sừng sững, nhưng chỉ còn cái vỏ bên ngoài trống rỗng. Những nơi nhà thờ mà đạo Thiên Chúa có một truyền thống vững chắc như Nam Mỹ Latin, Âu Châu Latin, Mỹ Châu Latin, giáo hội phải đương đầu với những thứ thử thách mới và trầm trọng hơn. Trong các châu này, Tin Lành đã thu hút được một số tín đồ Thiên Chúa giáo đáng kể. Những nước như Ba Tây không còn chỉ độc nhất đạo Gia Tô. Theo nhịp độ hiện tại, một vài nước Mỹ Châu Latin sẽ có nhiều Tin Lành hơn Thiên Chúa vào một thời điểm nào đó của thế kỷ mới. Sự đổi bại của Thiên Chúa giáo dường như được tiếp tục ở châu Mỹ Latin. Sau sự sụp đổ của chủ thuyết cộng sản, những thành phần ưu tú của đại lục này càng ngày càng thấy không có lý do gì để hỗ trợ một giáo hội thường tỏ vẻ khó chịu khi đứng về phía những người nghèo. Mặt khác, người dân nghèo Nam Mỹ vẫn tiếp tục coi đạo Thiên Chúa là một chế độ cũ cổ hủ bán phong kiến thống trị Nam Mỹ trong quá khứ. Sự lan rộng của chủ nghĩa cá nhân, của những tư tưởng phóng khoáng trong những xã hội có truyền thống cộng đồng làm cho nhiều người chấp nhận Tin Lành hơn. Trong khi đó, những tin ghi nhận được ở Âu Châu Latin cũng rất đáng lo ngại. Ở Tây Ban Nha, ảnh hưởng của Kitô giáo ngày càng tàn tạ kể từ khi chế độ độc tài Franco chấm dứt tại Ý. Sự sụp đổ mới đây của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo gây ra bởi một loạt những tai tiếng đã làm cho uy tín của giáo hội Kitô giáo giảm sút, hầu như không thể cứu vãn được. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo là con cưng của giáo hội. Từ giáo hoàng này đến giáo hoàng khác, từ tổng giám mục này đến tổng giám mục nọ, đầu tiên đều liên tục kêu gọi dân Ý ủng hộ. Bây giờ cái đảng này mà dân nước Ý được dạy bảo là đảng của giáo hội lại hiện hình ra là một ổ sôi sục đầy dẫy những thối nát tham nhũng. Còn tai hại hơn là những linh mục dụ dỗ con nít và các chính trị gia của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo lại dính líu chặt chẽ với đảng cướp của giết người quốc tế mafia. Đảng Thiên Chúa đã ăn cắp một cách có hệ thống tài sản của ngân khố quốc gia Ý và của các hãng tư nhân. Những chuyện xấu xa cũ như vụ tòa thánh Vatican dính líu vào sự sụp đổ của ngân hàng Ambrosiano mang một màu sắc ảm đạm hơn trong đầu óc dân chúng. Người dân Ý tự hỏi một cách nghiêm túc rằng trách nhiệm của giáo hội như thế nào trong tất cả những vấn đề này. Hàng giáo phẩm đã nhắm mắt làm ngơ hay chính họ đã nhúng tay vào trong các chuyện bị ổi ấy? Dẫu trả lời cách nào thì khả năng của giáo hội để đóng một vai trò xây dựng chính trị cũng đã bị thương tổn. Bây giờ khỏi Dân Chủ Thiên Chúa giáo, trong thực tế một lực lượng chính trị đã rã ra từng mảnh, chỉ thu được 10% số phiếu trong một bầu cử vừa qua. Những người kế vị Đảng Cộng sản Ý bây giờ được coi như có ưu thế thắng cử trong những cuộc bầu phiếu toàn quốc sắp tới. Giáo hội không những đã mất một mà đồng minh chính trị rất mạnh, mà còn bị ô uế vì sự sụp mà suy đồi đạo đức của cái đảng mà giáo hội đã giúp đỡ xây dựng liên tục trong suốt 50 năm nay. Khủng hoảng luân lý về lãnh đạo tại Bắc Mỹ, khủng hoảng đức tin của quần chúng châu Mỹ Latin, mất vị trí ưu đãi ở Âu Châu Latin, giáo hội Thiên Chúa đã gặp những khó khăn nghiêm trọng về nhiều mặt, lại phải đương đầu với sự suy sụp đức tin tại nhiều quốc gia
và những khủng hoảng tài chính liên tục. Những khó khăn này đã làm suy giảm trầm trọng sức mạnh của giáo hội. Thêm một yếu tố rắc rối khác, sự thay đổi tất nhiên của vị giáo chủ. Một thời kỳ cai quản lâu dài bắt đầu bởi một người lãnh đạo cương quyết và nhiều khi bởi khả năng đặc biệt, nhưng thời gian và những công tác quản trị làm suy giảm tiềm năng. Khi những vị giáo chủ già đi, quyền quyết định của giáo hội thường chuyển qua văn phòng Vatican. Giáo hoàng Paulo II là một người có cá tính mạnh và cương quyết, nhưng những khó khăn của giáo hội ngày càng trầm trọng theo với thời gian. Giáo hội Thiên Chúa Giáo trước kia đã phải đương đầu với những khủng hoảng và đã vượt qua. Chắc chắn giáo hội sẽ tồn tại trước những khó khăn hiện nay. Nhưng ngôi vị giáo hoàng là một chức vụ không dễ dàng, và người kế vị giáo hoàng John Paul II chắc chắn phải đương đầu với nhiều khó khăn chưa từng có. Ông Walter Russell, bình luận gia của báo Los Angeles Times, một trong những nhật báo nổi tiếng của Hoa Kỳ. Tiếp theo, tại sao tôi không theo đạo Kitô? Vài nét về tác giả, nhà thông thái Bertrand Russell được giải thưởng văn chương Nobel năm 1950. Ông là cháu nội của thủ tướng Anh Quốc dưới thời nữ hoàng Victoria. Suốt nửa thế kỷ, ông viết rất nhiều sách, cho thấy ông là một trong những nhà toán học uyên thâm nhất và là một trong những triết gia sáng giá nhất. Những tác phẩm lớn của ông là lịch sử triết học Tây Phương, kiến thức nhân loại, vân vân. Ông được mời dạy và diễn thuyết tại các đại học uy tín nhất của Mỹ: Harvard, Columbia, Chicago, California. Ông là tác giả của nhiều bài báo và hơn 50 tác phẩm giá trị về triết lý toán học, chính trị, giáo dục, xã hội. Hai cuốn sách nổi tiếng nhất là History of Western Philosophy và Principia Mathematica. Cuốn sách gây xôn xao nhiều nhất trong dư luận là We I Am Not a Church Hand, xuất bản năm 1927. Giáo sư Bertrand Russell qua đời ngày 2 tháng 2 năm 1970, thọ 97 tuổi. Giáo sư Bertrand Russell đọc bài thuyết trình này tại sảnh đường Battersea, Anh Quốc, ngày 6 tháng 3 năm 1927, dưới sự bảo trợ của chi nhánh miền Nam London của Hội Thế tục Quốc gia. Như vị chủ tịch đã giới thiệu với quý vị, đề tài buổi nói chuyện tối nay của tôi là tại sao tôi không theo đạo Kitô. Vậy trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là một người theo đạo Kitô. Ngày nay, từ ngữ ngày nay đã được rất nhiều người hiểu một cách rộng rãi. Một số người hiểu một cách đơn giản, người theo đạo Kitô là người cố gắng sống một đời sống đàng hoàng. Theo nghĩa này thì tôn giáo nào cũng có người theo đạo Kitô cả. Nhưng tôi nghĩ định nghĩa này không đúng với ý nghĩa của nó. Vì như vậy có nghĩa là tất cả những người khác, những người theo đạo Phật, Khổng, Hồi, vân vân, là những người không có sống một đời đàng hoàng. Theo tôi, người theo đạo Kitô không phải là người cố gắng sống một đời sống đàng hoàng theo ý thức riêng của người đó. Một người phải có một niềm tin rõ ràng và đặc biệt mới có thể được gọi là người theo đạo Kitô. Ngày nay từ ngữ này không có được một mà định nghĩa chính đích xác như thời các thánh Augustine, thánh Thomas Aquinas vào thời đó. Theo đạo Kitô là biết rõ rằng mình phải chấp nhận một số tín điều chính xác, và mỗi chữ của tín điều phải được tin tưởng với sự quy phục triệt để nhất. Người theo đạo Kitô là gì? Ngày nay quan niệm về Kitô giáo không còn được chặt chẽ như vậy nữa. Nhưng tôi nghĩ người theo đạo Kitô luôn có hai điểm căn bản. Thứ nhất là điểm có tính cách giáo điều, rằng họ phải tin vào Thượng Đế và sự bất tử. Nếu họ không tin vào Thượng Đế và sự bất tử thì không thể nói là theo đạo Kitô được. Thứ hai, như cái tên đạo cho thấy, họ phải có một niềm tin vào Chúa Kitô.
người theo đạo Hồi cũng tin vào Thượng Đế và sự bất tử, nhưng chắc chắn đó không phải là những người theo đạo Kitô. Tôi nghĩ dù không coi Chúa Kitô là đấng siêu phàm thì ít nhất cũng là một người tốt nhất và khôn ngoan nhất. Nếu không nghĩ về Chúa Kitô được như vậy thì không thể tự coi mình là người theo đạo Kitô được. Dĩ nhiên là có một cách hiểu nữa, theo các sách địa lý và theo niên giám Whitaker, là thế giới được chia ra từng vùng dân theo đạo Kitô, vùng dân theo đạo Hồi, đạo Phật, dân thờ thần thánh, vân vân. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta, người Anh, đều là người theo đạo Kitô. Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua loại phân chia địa lý này. Như vậy, khi tôi nói với quý vị tại sao tôi không theo đạo Kitô, tôi giải thích hai điều. Một là tại sao tôi không tin ở Thượng Đế và sự bất tử. Hai là tại sao tôi không tin Chúa Kitô là người tốt nhất, khôn ngoan nhất, dù riêng tôi vẫn nhận rằng Ngài có một mức độ đạo đức rất cao. Nhưng theo những thành công trong quá khứ của những người không theo đạo, tôi sẽ không dùng những định nghĩa lỏng lẻo như vậy về đạo Kitô. Vì như tôi đã nói, ngày xưa quan niệm về đạo Kitô tôi rất chặt chẽ. Chẳng hạn như sự tin tưởng vào địa ngục trong đạo này, cho đến gần đây, tin tưởng vào lửa địa ngục triền miên vẫn còn là một niềm tin căn bản của đạo Kitô. Trong nước Anh này, như quý vị biết, hội đồng cơ mật đã quyết định chuyện tin vào địa ngục không còn thiết yếu nữa. Quyết định này đã bị các tổng giám mục Canterbury và York chống đối. Nhưng trong nước này, tôn giáo được quyết định qua luật của nghị viện. Do đó, sự chống đối của hai tổng giám mục không lay chuyển được hội đồng cơ mật, và kết quả là địa ngục không còn cần thiết cho người theo đạo Kitô nữa. Do đó, tôi sẽ không đề cập đến chuyện người theo đạo Kitô phải tin tưởng ở địa ngục nữa. Sự hiện hữu của Thượng Đế. Phân tích sự hiện hữu của Thượng Đế là một vấn đề to lớn và nghiêm trọng. Nếu muốn bàn về cả đề tài này một cách rốt ráo thì có lẽ quý vị sẽ phải ngồi nghe cho đến khi tôi cõi thiên đàng hiện ra. Vậy xin quý vị thông cảm nếu tôi chỉ lướt qua đề tài này một cách khái quát. Dĩ nhiên, quý vị đã biết giáo điều của đạo Kitô đã dạy rằng sự hiện hữu của Thượng Đế được minh chứng mà không cần giải thích. Đó là một giáo điều khá kỳ lạ, nhưng là một trong những giáo điều của họ. Họ phải đưa ra giáo điều này vì đã có những nhà hiền triết đưa ra những lý luận chống đối lại sự hiện hữu của Thượng Đế. Mà người theo đạo Kitô chỉ cần chấp nhận bằng đức tin những lý luận và lý lẽ loại này được đưa ra quá nhiều, và giáo hội Thiên Chúa thấy phải ngăn chặn chuyện này lại. Vì vậy họ đã đưa ra nguyên tắc sự hiện hữu của Thượng Đế có thể được minh chứng mà không cần giải thích, và họ đã đưa ra những luận cứ để chứng tỏ điều này. Sau đây tôi sẽ phân tích một vài luận cứ đó. Luận cứ về nguyên lý. Đơn giản và dễ hiểu nhất có lẽ là luận cứ nguyên lý. Luận cứ này cho rằng điều gì ta thấy trong đời này đều có một lý do. Lý do này được sinh ra bởi lý do trước. Lý do trước được sinh ra bởi lý do trước nữa. Cứ đi ngược mãi như vậy, ta sẽ gặp lý do đầu tiên, nguyên lý. Và nguyên lý đó được gọi là Thượng Đế. Trong thời đại hôm nay, luận cứ đó theo tôi không còn có giá trị gì nữa nhiều, vì lẽ đơn giản là những lý do không còn được quan trọng như ngày xưa nữa. Các triết gia và khoa học gia đã ra công nghiên cứu, và lý do đó không còn là một đề tài nóng hổi như ngày trước. Bên cạnh đó, luận cứ phải có một nguyên lý, không còn bao nhiêu giá trị. Xin kể lại, thời còn trẻ, tôi đã suy tưởng rất kỹ càng về chủ đề này, và trong một thời gian dài, tôi đã chấp nhận luận cứ nguyên lý cho đến khi được 18 tuổi. Đọc cuốn tiểu sử của John Stuart Mill, tôi đã thấy đoạn này. Cha tôi dạy tôi rằng, câu hỏi con từ đâu ra? Không thể trả lời được, vì câu này dẫn ngay đến câu hỏi Thượng Đế từ đâu ra. Đoạn đối thoại đơn giản này đã cho tôi thấy từ ngày đó cho đến hôm nay, tất cả sự ngụy trá
của luận cứ nguyên lý. Nếu mọi sự trên đời đều phải có một lý do thì Thượng Đế cũng phải có lý do. Nếu có một điều không cần thiết lý do thì điều đó chỉ là có thể là giờ thế giới này của Thượng Đế. Đây là điều làm cho luận cứ này chả có giá trị gì cả. Cũng giống hệt như quan điểm của Ấn giáo rằng thế giới này nằm trên lưng một con voi và con voi ở trên lưng một con rùa. Nhưng khi hỏi còn con rùa ở trên con gì, người theo đạo Ấn giáo bèn nói: bây giờ mình đổi đề tài đi, luận cứ theo đạo Kitô thì cũng rứa. Thế giới này hiện hữu có thể vì một nguyên lý nào đó, mà cũng có thể không cần một nguyên lý nào cả. Không có một mà lý do nào để cho rằng thế giới này phải có một khởi đầu. Ý niệm mọi sự phải có một khởi đầu là một ý niệm đến từ lý trí, trí tưởng tượng nghèo nàn của chúng ta. Vậy tôi xin không tốn thêm thì giờ bàn luận về luận cứ nguyên lý nữa. Tới đây thì mình sẽ thêm thắt chỗ này chút xíu. Bởi vì Chúa Trời thì không bao giờ có, và Giê-xu thì chỉ là một con người bình thường, được hoàng đế Công-tăng-tin dựng lên để làm chính trị thì làm gì có Chúa. Còn tất cả những nguyên lý dụ như là cha sanh con, rồi cha từ đâu ra, con từ đâu ra, mà gắn ghép so sánh với Thượng Đế như thế này thì không phù hợp. Vì Thượng Đế là một cái tên hư vô, cái tên không có thật, nó không có hữu hình. Đừng nói tên Giê-xu là đại diện cho Thượng Đế, không có. Tên Giê-xu chỉ là một cái tên rất là đê tiện, đê hèn, là bị phạm tội, bị phạm tội rồi bị nó đóng đinh, chứ không có một cái tên Chúa thật sự. Chỉ là cái tên bịp bợm là hoàng đế Công-tăng-tin năm 535 335 á, là ông muốn cai trị, muốn làm hoàng đế vững chắc, ông mới dựa vào cái đạo Thiên Chúa này, đạo Công giáo này, đức tin này, sửa đổi lại hết tất cả để mà lập ra một cái giáo lý, một cái giáo thuyết để ông cai trị, để làm chính trị. Chứ làm gì có, làm gì có Thượng Đế, làm gì có Giê-xu thật sự mà đi bằng, đi mà so sánh với lại cái tên này. Chính tỏ là cái người viết này nó cũng là một phần là bị sơ suất đó, chứ không phải đơn giản, không phải là thấu triệt hết đâu. Cho nên mình phải nghiên cứu mà đọc, nhưng mà còn phải có tư duy nữa. Không thể so sánh này, nó khập khiễng. Bây giờ cho là Thượng Đế là có đi, nhưng mà có dưới nhiều mức độ nào là vô hình, chứ không thể hữu hình được. Mà luận cứ nguyên lý mà nói về cha con mà so với Thượng Đế là hai trời một vực. Cái có hữu hình, cái là vô hình, sao so sánh, thấy chưa? Cho nên là không đúng. Tiếp tục luận cứ về luật tự nhiên. Một mà luận cứ phổ thông khác là luật tự nhiên. Đây là một luận cứ sáng giá trong suốt 18 thế kỷ, trong thế kỷ 18, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của ngài Isaac Newton và những người theo thuyết nguồn gốc của vũ trụ. Họ thấy những hành tinh quay quanh chung quanh mặt trời theo luật hấp dẫn và cho rằng đó là ý của Thượng Đế làm cho các hành tinh quay vòng tròn như vậy. Đây là một cách giải thích thuận tiện và đơn giản, giúp cho họ khỏi phải mất công nghiên cứu cặn kẽ về luật hấp dẫn. Ngày nay chúng ta giải thích luật này một cách phức tạp như Einstein đã khởi đầu. Tôi sẽ không mất thời giờ đứng đây giải thích với quý vị về luật hấp dẫn qua quan điểm Einstein, vì đằng nào thì chúng ta cũng phải không còn dùng loại luật tự nhiên của Newton. Trong đó thiên nhiên biến chuyển theo một mà số quy luật mà không ai hiểu được. Bây giờ chúng ta biết rằng có nhiều chuyện tưởng là luật tự nhiên mà thật là chỉ là quy ước nhân tạo. Ai cũng biết rằng ở nơi xa thẳm của cõi thiên hà, chúng ta có thể cũng đo được, đo 10 tấc thành một thước. Ngay cả một mà điều đặc biệt, nhưng không vì vậy mà ta có thể gọi điều này là luật tự nhiên. Và có khá nhiều luật tự nhiên thuộc loại này. Bên cạnh đó, khi nghiên cứu về vận hành của nguyên tử, chúng ta thấy sự vận hành
hay ít tùy thuộc vào luật tự nhiên hơn nhiều người tưởng tượng. Thật ra thì luật vận hành của nguyên tử chỉ là kết quả của tính toán theo thống kê hoặc sự tình cờ. Quý vị cũng biết luật quy luật quăng con xúc sắc 36 lần thì được một lần có hai con sáo. Quy luật này không được gọi là coi như là tiền định. Trừ trường hợp mỗi lần quăng con xúc sắc đều được hai con sáo, phần lớn các quy luật loại này đều được coi như là luật tự nhiên, mà thật ra chỉ là kết quả trung bình của những thống kê, giống như quy luật tình cờ vậy. Điều này làm cho luật tự nhiên không còn giá trị như ngày xưa. Ở một khía cạnh khác, trong một môi trường biến đổi không ngừng của khoa học, sự lẫn lộn giữa luật tự nhiên và luật nhân tạo đã dẫn đến quan điểm có luật tự nhiên thì phải có một mà đấng tạo ra luật đó. Luật nhân tạo là những mệnh lệnh mà con người có thể tuân hay cưỡng lại trong đời sống, còn luật tự nhiên chỉ là sự diễn tả lại những hoạt động của thiên nhiên. Khi người ta chỉ diễn tả thì không thể nói thiên nhiên theo lệnh của một người nào. Ngay khi chấp mà nhận lý thuyết này, người ta sẽ vấp phải câu hỏi tại sao Thượng Đế chỉ đưa ra một số luật tự nhiên này mà không đưa ra một số luật tự nhiên khác. Nếu câu trả lời Thượng Đế làm luật tùy theo ý thích của Ngài, thì quý vị sẽ thấy trong thiên nhiên có những điều không tùy thuộc vào một luật nào cả. Như vậy, bộ luật của Thượng Đế không được hoàn toàn. Nếu câu trả lời như một mà số nhà thần học chính thống thường nói là những luật của Thượng Đế làm ra dựa trên một số lý do để tạo một vũ trụ hoàn hảo, ai mà sống trên đời cũng biết là vũ trụ này không hoàn hảo, vậy thì Thượng Đế cũng phải dựa trên một số lý do và quả là không có lợi nếu ta coi Ngài chỉ là một người trung gian dưới một số luật cao siêu hơn cả thần thánh và Thượng Đế. Sẽ không là Thượng Đế nữa, vì Ngài không còn là người làm ra những luật đầu tiên nguyên lý. Nói tóm lại, những luận cứu về luật tự nhiên không còn giá trị chặt chẽ như ngày xưa nữa. Tôi đang phê bình những luận cứu đưa trên yếu tố thời gian. Những luận cứu dùng để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế cũng thay đổi theo thời gian. Từ đầu là những luận cứu rất trí thức, chuyên chở một bà cách chặt chẽ, một số ngụy trá rõ rệt. Đến thời đại tân tiến ngày nay, những luận cứ trở nên kém trí thức, khả kính và càng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi một loại luân lý mơ hồ. Luận cứ về tiền định. Bước tiếp theo, khảo sát luận cứ về tiền định. Ai cũng biết luận cứ về tiền định là mọi sự trên đời đều được sắp đặt để chúng ta sinh sống. Nếu sự sắp đặt đó khác đi một chút thì ta không thể sinh sống được. Đó là luận cứ về tiền định. Đôi khi luận cứ này trở nên khá khôi hài. Con thỏ được tiền định có lông đuôi màu trắng để thợ săn dễ nhắm bắn. Tôi không hiểu con thỏ sẽ nghĩ sao về luận cứ này. Đây là một luận cứ dễ bị chế giễu. Quý vị đều biết Voltaire nói cái mũi sinh ra để đỡ gọng kiến cho người đeo mắt kiến. Loại chế giễu này coi vậy chứ không quá sai như người của thế gian, người của thế kỷ 18 tưởng. Vì từ sau khi những khám phá của Darwin, chúng ta đã hiểu rõ hơn cách thức sinh tồn của muôn loài trong thiên nhiên. Thiên nhiên không thay đổi để thích ứng với sinh vật, và ngược lại, sinh ra phải thích ứng với thiên nhiên để sống. Đó là căn bản của sự thích ứng, không có gì là tiền định trong đó cả. Thật lạ lùng. Quý vị có thể nào tạo ra những sản phẩm tệ hại như tổ chức Kulkulut Klan hoặc chế độ độc tài phát xít? Hơn nữa, nếu chấp nhận giá trị khoa học thường thức, chúng ta phải thấy là trong đời ai cũng phải chết, và ngay cả đến vạn vật cũng đến lúc bị hủy diệt. Đó là giai đoạn tan rã của Thái Dương hệ. Một lúc nào đó trong giai đoạn này, một số điều kiện, nhiệt độ và những yếu tố khác hội đủ cho cấu tạo của nguyên sinh để tạo ra một đời sống ngắn ngủi trong đời sống của Thái Dương hệ.
Cứ nhìn mặt trăng thì biết tương lai của trái đất đang trên đường biến hình, lạnh lẽo, chết chóc và không có một sinh vật. Có người cho rằng cách nhìn này quá bi đát. Nếu họ tin vào cách nhìn này thì thật khó mà tiếp tục làm ăn sinh sống. Đừng tin những điều vô nghĩa này. Không ai thật sự lo lắng cho một tương lai cách đây cả triệu năm. Ngay cả nếu có người nghĩ họ đang lo lắng về điều ấy thì thật ra họ đang tự dối lòng. Họ đang lo về những gì thực tế hơn, như đau bụng chẳng hạn. Chứ không có ai buồn vì nghĩ đến chuyện sẽ sinh ra hàng triệu năm sau. Do đó có sinh có diệt là một quan niệm dĩ nhiên đáng buồn. Thường thì đáng buồn, nhưng khi nhìn kỹ vào đời sống của một số người, tôi nghĩ quan điểm này là một điều đáng mừng. Nhưng không nên vì vậy mà đau khổ về đời sống. Quan điểm này chỉ nên làm cho chúng ta chú trọng đến những chuyện khác hơn là tiền định. Luận cứ có tính cách luân lý về thần thánh. Bây giờ chúng ta đi đến một mà phần xa hơn mà tôi gọi là sự hạ giá trí thức của những người thần tín với những luận cứ mà tôi gọi là luận cứ có tính cách luân lý về sự hiện hữu của Thượng Đế. Dĩ nhiên, quý vị đã biết thời trước có ba luận cứ trí thức để chứng tỏ sự hiện hữu của Thượng Đế. Cả ba luận cứ này đều bị Kant bỏ trong cuốn Phê Bình Thuần Lý. Vừa bác bỏ, ông vừa đưa ra một luận cứ mới, luận cứ luân lý mà ông rất tin tưởng, cũng như đa số người khác về phương diện trí thức thì giữ thái độ hoài nghi, nhưng về phương diện luân lý thì ông hoàn toàn tin vào những câu châm ngôn nghe từ tuổi thơ ấu thơ. Điều này xác nhận lại điều mà các nhà phân tâm học thường nhấn mạnh: điều gì học từ thời còn trẻ thì giữ lâu hơn những điều học khi đã lớn. Như tôi đã nói, Kant đã đưa ra một luận cứ luân lý mới để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế dưới nhiều hình thức. Luận cứ này đã rất được ta ưa chuộng trong thế kỷ 19. Một hình thức là nếu không có Thượng Đế sẽ không có đúng hay sai. Hãy khoan bàn đến sự đúng và sai có gì khác nhau. Vấn đề nên bàn là nếu quý vị chắc chắn có một sự khác nhau giữa đúng và sai, thì tôi xin hỏi sự khác nhau này có do Thượng Đế làm ra hay không? Nếu do ở Thượng Đế thì đối với chính Ngài không có sự khác nhau giữa đúng và sai. Từ đó ta không cần phải nói Thượng Đế là tốt nữa. Nếu ta nói như các thần học nói thằng rằng Thượng Đế là tốt, thì ta cũng phải công nhận đúng và sai. Và những ý niệm ngoài quyền năng của Thượng Đế thì Ngài chỉ có tốt chứ không có xấu. Nếu như vậy thì phải lý luận một cách căn bản rằng đúng và sai đã có trước cả sự hiện hữu của Thượng Đế. Nếu muốn, ta cũng có thể nói có một vị thần cao siêu hơn đã ra lệnh cho Thượng Đế tạo ra thế giới này. Hoặc ta cũng có thể dùng giả thuyết của người ngộ đạo mà tôi thấy là khá hợp lý, cho rằng thế giới này do ma quỷ tạo ra trong một lúc Thượng Đế ngoảnh mặt đi. Đây là một giả thuyết rất nên bàn cãi, nhưng tôi không muốn bác bỏ giả thuyết này. Luận cứ về bù trừ cho sự bất công và một loại luận cứ luân lý lạ lùng khác như vậy: Thượng Đế phải hiện hữu để đem công lý lại cho thế giới trong cái gốc của vũ trụ mà chúng ta đang sống đây. Bất công thì đầy dẫy, người tốt phải chịu đau khổ, còn kẻ xấu thì phè phỡn. Không biết điều nào làm cho chúng ta bực mình hơn. Muốn có công lý hoàn toàn, ta phải hướng về một đời sống khác trong tương lai để cân bằng với đời sống hiện tại trên trái đất này. Vì vậy họ nói phải có Thượng Đế, phải có thiên đàng và địa ngục để công lý được đạt đến trong một tương lai xa. Đây quả là một luận cứ lạ lùng. Đúng mà từ quan điểm khoa học, quý vị sẽ nói: xét cho cùng, tôi chỉ biết có thế giới này, còn vũ trụ chung quanh thì thật là huyền bí. Tính theo xác suất, thế gian này có thể được coi như một trường hợp trung bình.
Vậy nếu thời gian này có biết có bất công thì thế giới nào cũng thế nào khác cũng có thể bất công như vậy. Tương tự quý vị có một mà thùng cam mà lớp đầu tiên đầy những trái cam hư thì quý vị không thể lý luận lớp cam ở dưới chắc là tốt để bù lại cho lớp cam xấu ở trên. Quý vị sẽ nói cái thùng này chắc toàn cam hư. Đó mới là thực là cách của một người có đầu óc khoa học suy nghĩ về vũ trụ. Một người như vậy sẽ lý luận chúng ta đã nhận thấy ở thế giới này có đầy dẫy bất công. Từ đó ta có thể ức đoán là thế giới này không được công lý điều khiển. Từ ức đoán như vậy ta phải đi đến một luận cứ luân lý chống chứ không thể theo thần thánh được. Dĩ nhiên tôi biết loại luân lý luận cứ trí thức mà tôi vừa trình bày không thể dùng để lay chuyển quần chúng được. Chắc chắn không phải vì những lý luận trí thức mà thiên hạ tin vào Thượng Đế. Phần đông người tin vào Thượng Đế là vì họ đã được dạy như vậy và từ khi còn trẻ thơ, và đó chính là lý do chính đáng. Và theo tôi nghĩ, lý do quan trọng thứ nhì là niềm ao ước được an toàn, được có một người anh lớn bảo bọc, che chở. Đây là điều yếu tố sâu sắc ảnh hưởng lên sự cần thiết của một niềm tin vào Thượng Đế. Thì đây em xin cũng kết thúc ở đây, nhưng mà xin bổ sung thêm xíu này. Nếu như nói như ông như trong cuốn sách này nói thì được dạy như thế nào thì sau này sẽ có hiểu về thế giới và sự vật như vậy thì đúng một phần, nhưng mà nói về mà khi mà lớn lên mà vẫn nghĩ như thế và đã từng học qua các trường các lớp hoặc là đã nghe đâu đó hoặc là đã tham gia vào hội nhóm nào đó để luận đàm thì chúng ta sẽ bỏ đi những cái gì mà nó xấu xa, nó học đúng, và ta sẽ tuyển chọn lại những cái gì nó thuộc về là đúng đắn hơn, mà chân lý hơn để chúng ta theo. Chứ làm sao mà ấy được, làm sao mà gọi là bỏ cái quan điểm đó, quan điểm nào từ nhỏ học rồi để lớn lên cũng giống y như vậy sao được. Thứ hai là ước ao được có người an toàn, đại khái là có chỗ dựa an toàn, nhưng mà đó là một người thiếu, rất thiếu bản lĩnh và thiếu cương nghị, phải tự mình đứng lên mà đi bằng đôi chân của mình, và mình cũng chả có cần nhờ sự trợ giúp nào nếu mình sống luôn lúc nào cũng mà ỷ vào một thế lực để chúng ta mà nương tựa thì chúng ta mãi mãi là một người yếu kém và cực kỳ yếu kém, không có tiến triển được, ngay cả việc nhà cũng không xong. Việc nhà lúc nào cũng phải nhờ bố mẹ, anh em, lúc nào cũng ta phải nương tựa đó, thì cái đó là học đúng ha. Theo như quan điểm của ông này nó cũng còn hạn chế, chứ không cái người mà suy luận ra tại sao không theo đạo Chúa đây, cũng có nhiều cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng cần phải bổ túc thêm. Nó cũng còn yếu trong vấn đề mà tư duy cũng như lập luận. Cái nào hay thì mình nói hay, cái nào dở thì mình cũng sẽ bình luận, mình phê phán rõ ràng thôi. Không thể nào mà nói là sống phải có một chỗ dựa niềm tin đồ này nọ, phải có bản lĩnh sống, phải không có lập trường, không có bản lĩnh làm sao sống nổi, không nương tựa vào ai được hết. Nương tựa vào cái gì cũng sẽ mai một, nương tựa vào thần thánh là nó thuộc về ảo tưởng, nó làm cho người của mình mơ mơ hồ hồ, lúc nào cũng sống trong cái cảnh là ý lại. Giống như bọn chiên chúa bây giờ đó, y vậy thôi. Xin hẹn quý vị và clip sau nha.